Xin chào mọi người, mình là Nhu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh nền bằng bông mút. Mình sẽ bông nền ra khay này. Các bạn sẽ vỗ mút trứng vào khay trộn nền như này. Sau đó thì hơi tán ra để nền được thấm đều và bông trứng. Sau đó thì mình sẽ vỗ vuông góc với tân mặt. Đẹp hơn vào da. Mình sẽ vỗ đều từ tâm mặt tiến ra ngoài. Tiếp theo với những cái phần ở khóe mũi và khóe mắt là những cái điểm tiếp xúc nhỏ và những cái đầu to nó sẽ rất là khó vào, thì mình sẽ đổi đầu bằng cái đầu nhọn của bông mút trứng. Mình sẽ lấy nền, vẫn thao tác là lấy nền và dậm ra ra khay trộn nền. Sau đó thì mình sẽ tích nhẹ vào những cái vùng mà nuôi mút trứng không chạm vào được. Và vẫn với sản phẩm bông mút trứng này, mình sẽ tán trực tiếp má kem lên trên phần nền đang ướt. Các bạn sẽ làm thao tác là lấy má kem này, sau đó dập đều ra ở trên bề mặt của khay trộn nền. Sau đó thì mình sẽ vỗ nhẹ và vuông góc với cả tâm mặt. Khi sử dụng cái tip đánh má kem trên nền đang còn ướt bằng một cái dạng bông mút như này thì nó sẽ tạo cho các bạn một hiệu ứng kiểu như là má ửng hồng tự nhiên, rất là đáng yêu. Trong trường hợp mà các bạn làm quá tay khiến cho cái phần má kem của mình nó sẽ bị quá lố và bị lộ như này thì mình hoàn toàn có thể sử dụng ngược lại cái phần đầu, phần đuôi của mút trứng này tạm vào bên nền và vỗ phần tan ra ngoài, đi lại theo cái khối má mà các bạn mong muốn, hoặc cũng có thể đè lên luôn cái phần má kem lúc nãy. Và bây giờ mình đã hoàn thành được một tip đánh má kem mà sử dụng bông mút trứng, có thể là để chỉnh sửa lại những cái vùng mà mình vừa mới làm sai.